Thưa các bạn, tiểu đường, huyết áp cao, sơ vữa động mạch hay là cơ thể thiếu dưỡng chất Nếu như bạn đang gặp một trong những vấn đề vừa kể trên thì đừng nên bỏ qua video clip ngày hôm nay Và tôi là Kiều Anh, người quản lý sản phẩm của siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Thưa các bạn, tiểu đường, tim mạch hay là huyết áp cao là một trong những căn bệnh nguy hiểm mà nhiều người mắc phải hiện nay nếu như tiểu đường thì có thể dẫn đến là suy tim, bệnh máu ngoại vi hay là suy thận, thậm chí là tử vong thì tiểu đường có thể dẫn đến các biến chứng vô cùng nguy hiểm ở như là mù lòa, suy thận, thậm chí là tử vong hay là nhiễm trùng. Ờ, và đặc biệt một trong những căn bệnh mà nhiều người mắc phải hiện nay đó là sơ vữa động mạch Nếu như sơ vữa động mạch tại não thì có thể là dẫn đến tai biến mạch máu não Nếu như sơ vữa động mạch tại tim thì có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim Còn nếu như sơ vữa động mạch dẫn đến thận thì có thể là tổn thương thận và gây suy thận ở thêm một biến chứng vô cùng nguy hiểm của bệnh sơ vữa động mạch này đó là nó hình thành các cục máu đông và nếu như các cục máu đông này theo dòng máu tiến tới chân hay là tay của chúng ta thì có thể dẫn đến hoại tử cơ thể của chúng ta dù khỏe mạnh tuy nhiên thì theo thời gian thì sẽ xảy ra khá nhiều vấn đề chẳng hạn như là một số căn bệnh như kiểu anh vừa kể trên đối với những người bình thường thì dù không mắc bệnh chúng ta cũng nên có chế độ ăn uống tập luyện thể dục thể thao để có thể là tăng cường sức khỏe còn đối với những khách hàng mà mắc một số bệnh như là ở tiểu đường, huyết áp cao hay là sơ vữa động mạch thì bên cạnh việc điều trị là một trong những vấn đề quan trọng được quan tâm hàng đầu thì ăn gì uống gì để có thể là hỗ trợ điều trị một cách hiệu quả nhất cũng như là hồi phục nhanh nhất thì cũng là một trong những vấn đề được quan tâm. Và trong video clip ngày hôm nay Kiều Anh sẽ giới thiệu đến các bạn một trong những giải pháp, một trong những phương pháp, một sản phẩm mới mang đến hiệu quả cho hàng nghìn người giúp tăng cường sức khỏe cũng như là hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả. Sau quá trình nghiên cứu thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc thì đã cho ra đời sản phẩm là hồng sâm nguyên củ tầm mật ong. Ở sản phẩm này thì được chiết xuất từ hồng sâm 6 năm tuổi kết hợp với lại là mật ong rừng nguyên chất. À, và một trong những ưu điểm nổi bật của sản phẩm này đó chính là hỗ trợ tăng cường sức khỏe hiệu quả cũng như là điều trị một số căn bệnh. Và đặc biệt đối với những người mà chúng ta không thể nào mà ăn được vị đắng của hồng sâm nhân sâm thì với sản phẩm này được tẩm với mật ong như thế này thì các bạn có thể là sử dụng dễ dàng hơn trong quá trình chúng ta dùng cho bản thân hay là cho người thân trong gia đình. Và sản phẩm này thì có chứa nhiều dưỡng chất vô cùng tốt và quan trọng đối với cơ thể đối với chị em phụ nữ nếu chúng ta sử dụng sản phẩm hồng sâm nguyên chất tập mật ong này thì sẽ có nhiều tác dụng vô cùng tốt đối với sức khỏe nó sẽ giúp cho chúng ta chống lại việc lão hóa sớm điều hòa kinh nguyệt giúp tăng cường nội tiết tố trong cơ thể ở bên cạnh đó là với việc làm đẹp thì vô cùng tốt này thì đối với những chị em phụ nữ đang mắc một số vấn đề về sức khỏe thì chúng ta đang trong quá trình điều trị hay là chúng ta muốn phòng chống những căn bệnh đấy thì sử dụng sản phẩm hồng sâm tẩm mật ong này thì cũng vô cùng tốt bởi với sản phẩm này thì chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên không có chứa những tác dụng phụ thế nên là trong quá trình sử dụng thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm còn đối với nam giới trên 40 tuổi thì khi sử dụng sản phẩm hồng sâm nguyên củ tầm mật ong này thì nó sẽ giúp cho nam giới là tăng cường chức năng sinh lý cũng như là hỗ trợ tăng cường sức khỏe, giảm căng thẳng, mệt mỏi. Đặc biệt là sản phẩm này còn giúp cho người già là ăn ngon, ngủ sâu giấc cũng như là tăng cường hệ miễn dịch ở người già. thậm chí là phòng chống một số căn bệnh tuổi già. Còn đối với trẻ em khi sử dụng sản phẩm hồng sâm nguyên củ tầm mật ong như thế này Thì sẽ giúp cho trẻ em là ăn ngon, ngủ ngon hơn Cũng như là hỗ trợ sự phát triển Nhất là đối với những trẻ em đang trong tuổi dậy thì Còn đối với những khách hàng mà đang mắc các bệnh như là huyết áp cao, ở sơ vữa động mạch tiểu đường thì kiều anh khuyên rằng nên sử dụng sản phẩm hồng sâm nguyên củ tầm mật ong đến từ hàn quốc này Ở bởi sản phẩm này thì chứa một lượng lớn các chất vô cùng tốt cho sức khỏe cũng như là nó hỗ trợ điều trị những căn bệnh này hiệu quả hơn và đặc biệt đối với những khách hàng mà đang có dấu hiệu mắc những căn bệnh này hay là muốn phòng chống căn bệnh này thì nên sử dụng sản phẩm hồng sâm nguyên củ tầm mật ong Ở bởi nó không chỉ giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt mà còn ngăn ngừa được những căn bệnh nguy hiểm như kiều anh vừa nói À, và chắc chắn rằng trong chúng ta là không ai muốn mắc phải căn bệnh này để vượt tốn kém chi phí cũng như là vừa ảnh hưởng đến sức khỏe và người thân trong gia đình đúng không ạ Và nếu như các bạn không muốn mắc phải những căn bệnh này muốn chúng ta có một sức khỏe dẻo dai hơn thì nên sử dụng sản phẩm hồng sông nguyên củ tầm mật ong với sản phẩm này thì mọi người thường thắc mắc và hỏi kiều anh rằng cách sử dụng như thế nào là hiệu quả nhất thì kiều anh cũng xin trả lời rằng với sản phẩm hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong như thế này thì cách sử dụng hiệu quả nhất đó là chúng ta có thể là cắt lát từng miếng ra rồi nhai hoặc là ngậm trực tiếp hoặc là nếu như chúng ta không nhai được trực tiếp thì chúng ta cũng có thể là cho vào nước nóng và uống như là trà với hai cách mà kiều anh vừa kể trên đây thì chúng ta có thể là tận dụng được hết những công dụng tuyệt vời của sản phẩm này ngoài ra thì một số đối tượng cũng nên sử dụng sản phẩm là hồng sâm nguyên củ tầm mật ong này đó là đối với những người có thể trạng suy dinh dưỡng luôn ốm yếu hay là những người đang trong quá trình điều trị một số căn bệnh như là tiểu đường huyết áp cao sơ vữa động mạch tim mạch hay là đối với những người làm việc thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi, áp lực thì cũng nên sử dụng sản phẩm hồng sâm nguyên củ tầm mật ong này. Bởi trong hồng sâm nguyên củ tầm mật ong thì có chứa những hoạt chất vô cùng tốt giúp cho trí não của chúng ta giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi, giúp tinh thần của chúng ta trở nên lạc quan và vui vẻ hơn. À, và sản phẩm này thì cũng có thể là sử dụng cho trẻ em trên 10 tuổi tuy nhiên thì trẻ em dưới 10 tuổi không nên sử dụng các bạn nhé, tại vì đối với trẻ em dưới 10 tuổi khi sử dụng sản phẩm này thì sẽ có thể là kích thích hóc môn tăng trưởng cũng như là giúp cho trẻ em dậy thì sớm hơn. Với sản phẩm hồng sâm nguyên củ tầm mật ong thì chúng ta cũng cần có một số liều lượng sử dụng nhất định để có thể là tận dụng được hết những công dụng của sản phẩm này Không phải là sản phẩm này tốt mà chúng ta có thể là ngày nào cũng có thể sử dụng hay là sử dụng càng nhiều càng tốt đâu ạ Mà với một sản phẩm tốt như thế này thì mỗi ngày các bạn chỉ nên sử dụng từ 2 cho đến là 3 lát sâm tầm mật ong Nó khoảng 10 gram mỗi ngày và đặc biệt chúng ta có thể sử dụng cách ra một tuần chúng ta sử dụng từ 3 cho đến là 4 lần chứ không nên là ngày nào cũng sử dụng bởi nếu như chúng ta sử dụng quá nhiều thì có thể là gây ra một số tác dụng mà không mong muốn. Ngoài ra thì cũng có một số điểm lưu ý khi sử dụng sản phẩm này, ở đó là hồng sâm tầm mật ong thì chúng ta không nên sử dụng quá nhiều hay là xâm tầm mật ong này thì không nên sử dụng cho phụ nữ đang trong quá trình mang thai. Và đối với mỗi cơ địa của người sử dụng thì khi sử dụng chúng ta sẽ có những tác dụng và công dụng khác nhau. Vâng, với những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm hồng sâm nguyên củ tầm mật ong mà Kiều Anh vừa kể trên thì chắc hẳn rằng các cô chú anh chị sẽ ngay lập tức muốn sử dụng để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình thôi đúng không ạ? và nếu như các cô chú anh chị chưa biết phải mua sản phẩm này ở đâu để có thể là an tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì các cô chú anh chị có thể tham khảo sản phẩm tại Korea Shop 24 giờ. Korea Shop 24 giờ với hơn 10 năm kinh nghiệm ở trong việc phân phối các dòng sản phẩm chức năng tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Ở thế nên là luôn quan tâm đến sức khỏe của khách hàng cũng như là đưa đến khách hàng những sản phẩm tốt nhất để tốt cho sức khỏe của người dùng. Ở ngoài ra thì với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ phục vụ cô chú anh chị 24 trên 24. Korea Shop 24 giờ thậm chí là có những chính sách giao nhận hàng để giúp cho khách hàng có thể là được đảm bảo quyền lợi nhất. chẳng hạn như là khi chúng ta nhận hàng thì có thể là được kiểm tra đúng với những gì nhân viên tư vấn đã tư vấn cho chúng ta thì mới thanh toán. À, ngoài ra thì Korea Shop 24 giờ à, phục vụ những khách hàng vô cùng đa dạng không chỉ trong nước mà còn ở quốc tế như là Anh, Pháp, Đức, Mỹ à, Và đối với những khách hàng ở trong khu vực nội thành Hà Nội thì chỉ sau khi đặt hàng thứ hai cho đến là 4 giờ chúng ta đã nhận được hàng rồi à, Còn đối với những khách hàng ở ngoại tỉnh hay là ở nước ngoài, à, ở ngoại tỉnh thì từ khoảng 2 cho đến là 4 ngày chúng ta sẽ nhận được hàng Korea Shop 24 giờ thì có nhiều các mặt hàng phong phú đến từ Hàn Quốc với các thương hiệu nổi tiếng như là Samsung, Quang Đông hay là Cheong Song Won. À, và khi mua hàng tại đây thì các cô chú anh chị cũng có thể là hoàn toàn yên tâm bởi sản phẩm được bán tại Korea Shop 24 giờ thì luôn được bán đúng với giá niêm yết trên thị trường hiện nay. À đặc biệt khi mua hàng tại Korea Shop 24 giờ thì chúng ta sẽ được hưởng các chương trình khuyến mãi vô cùng khủng cũng như là các chương trình chăm sóc khách hàng, các chương trình quà tặng hay là bốc thăm trúng thưởng vô cùng hot. À, nếu như cô chú anh chị có quan tâm về sản phẩm hay là muốn mua hàng thì có thể là liên hệ vào hotline là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm và mình đang quan tâm à, hoặc là chúng ta cũng có thể truy cập vào website là koreashop24h.com để có thể là tham khảo thêm những sản phẩm đang được bày bán tại cửa hàng à, còn đối với những khách hàng tại hà nội thì cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 thụy khuê tây hồ hà nội Đặc biệt, với 10 khách hàng đầu tiên đặt mua sản phẩm trong ngày hôm nay thì sẽ được hưởng những chương trình khuyến mãi vô cùng đặc biệt. Như Kiều Anh vừa nói, nếu như cô chú anh chị còn thắc mắc gì về sản phẩm, có thể để lại thông tin ở ngay dưới video này để chuyên viên tư vấn của Korea Shop 24 giờ hỗ trợ giải đáp thắc mắc. hy vọng rằng video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các cô chú anh chị thông tin vô cùng bổ ích. Chúc các cô chú anh chị một ngày tốt lành. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.